Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trồng cây xanh cho không khí trong lành. À, đó là một cái dòng chữ mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. À, tất cả mọi người trên trái đất chúng ta đều trồng cây xanh cho không khí trong lành. Thì cuộc sống của chúng ta sẽ thanh bình, được hưởng cái bầu không khí trong lành, sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn. À, đó là dòng chữ trong khuôn viên vườn cảnh anh Duy An, địa chỉ xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Hôm nay tôi lại trở lại với vườn anh Duy An. Chúng ta đến từ một cái tác phẩm Cây Xanh Quê Mini để cùng nhau giao lưu. Một cây xanh quê mini, một cái đồ chơi bàn trà cũng rất là cô đọng. Nói là nhỏ thôi nhưng mà cái tuổi đời của cây không nhỏ đâu. Và các anh vẫn cứ thiết tha để trong một cái chậu xi măng lên cái rêu phong để thể hiện một cái sự gọi là những cây cây mà mang tính chất là chúng ta dùng từ là những cây cổ. Thì đi với những cái chậu cũ. Chứ giờ mà đưa cái chậu nó sáng bóng quá thì nó mất đi cái vẻ đẹp đồng bộ của cây. Đúng không anh? Vâng ạ. Kể cả chậu nó có sứt sát một cái mép chậu vẫn thích hơn là những cái chậu nó bóng bẩy. Đấy. À. Một nét đúng thực sự là quê cổ. Đấy. Cây thì cũng khá già, từ dăm chi trên ngọn. Rồi, đấy, lên màu đồng vàng đỏ hết rồi đấy. Ok rồi. Anh đo kích thước đấy. Vâng. Chiều cao là 30 ạ. Vâng. Chiều rộng là 40 ạ. Rồi. Đấy là chỗ eo thân đấy. Eo thân là 36 ạ. Vâng. Một tay, hai tay bê lên. Wow. Đó, rất nhẹ nhàng nhé các bác. Một tác phẩm xanh quê. Đặc biệt là lá nó rất nhỏ bác ạ. Đúng rồi. Nó đã cô lại như này. Hôm qua anh vừa mới vặt lá khi biết là hôm nay bác Đỗ Sinh về thăm vườn. Đây, cái lá của nó đây này các bác. Lá rất cong, rất đều. Và nhỏ tí. Rồi. Cháu xin báo giá cái này là 15 triệu nhé. Vâng, với giá là 15 triệu. Vâng, xin nhớ, nhưng mà nó rất xa bác ạ. Rồi. Nó là đồ chơi đấy. Cháu còn để sẵn cái chỗ đá là ai có nhu cầu có thể vào luôn đấy. Cháu nhắc luôn một chút nào. Nhắc lên. Bác lấy kiểu ảnh. Chụp nhá. Vâng. Xong rồi. 15 triệu. À, ý tại sao tôi thấy anh ấy đặt vào cái chậu đá này. Đây là chậu đá mới thôi. Anh ấy muốn là trao đổi một cái thông điệp là khi bác nào mà chơi mà thích cái chậu đá này thì là cây xanh sẽ được đặt vào chậu đá luôn. Còn không thì chúng ta cứ chơi cái chậu xi cũ thế này cũng được. Đấy, thế thì là cái giá cái chậu đá này bao tiền cháu? Chậu đá này thì cháu mua 2 triệu để cháu vào. 2 triệu cộng với 15 triệu là thành 17 triệu nếu đưa vào chậu đá đúng không? Vâng. Ok. Và tiếc cái chậu này thì không muốn vào. Ừ. Thôi bây giờ cứ để nguyên này. Vâng. Còn cái sở thích chơi là do khách hàng thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Ừ. Và chia tay với cây xanh mini. Đồ chơi bàn trà. Chúng ta đến với một tác phẩm xanh quê nữa nhưng tầm lớn hơn. Đấy. Cây này thì hai người bê nhẹ nhàng. Vâng. Nhỏ và rậm rất là nhiều bác ạ. Rồi. Cây thì rất già. Được đặt trên một cái chậu chậu hay chậu tàu. À. Đúng rồi, chậu Trung Quốc. Chiều cao là 60 ạ. Ok. Chiều ngang là 85 ạ. Cháu chỉ đo cái kích thước chậu thôi. Thực ra bệ nó kín rồi thì chỉ cần đo chiều dài rộng của cái chậu là hình dung ra mà. Cái chậu này chậu
55 35. Ok rồi. Con xin báo giá là 8 triệu nha. Rồi, giá 8 triệu. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển đến một cái phôi xanh. À, cây phôi xanh dòng xanh Nam Điền, một cái phôi rất là ụy. Đấy. À, với cái dữ kiện cũng đủ rồi. À, đây là cái vị trí đóng tay 1 này. Bên này là tay 2. Đấy. Và đã đưa lên để kết cấu chuẩn bị sang có tay 3 bên này rồi nhé. À, bên này chắc chắn các anh sẽ đón một cái tay 4 nữa và sau đó đưa lên quả phúc. À, một cái phôi xanh mà trông cứ như là một quả núi ấy. Anh vòng cái đai phía dưới này. Với cái chiều cao là rất là khiêm tốn. Nhưng mà cái bệ này rất là lớn luôn. Cái bệ là 125 ạ. Rồi, vị trí đó 125. À, rồi. 27. À. 125. Chiều cao. Chiều cao chưa khống chế được. Vậy còn quả phúc nữa mà. Rồi bây giờ cái đo hiện tại. 55 bác ạ. Đấy, có 55 thôi. Vâng. Rất tuyệt vời. Rồi, hai người về khá nặng ạ. Anh, để bác đi vòng sang bên kia. Rồi, đi cho xoay thôi bác. Thôi, không cần. Vâng. Đi được thì đi, không cần xoay. Đây là phía đối diện của cái bệ xanh nhá các bác. Rồi. Nói chung là nó đẹp hai mặt bác ạ. Ừ. Vì cái tròn đế này, khi mà cháu nhấc nổi lên trên mặt trộn, nó trải ra là thoát một tí là cái bệ đấy là cực đẹp. Bây giờ là đẹp là hơi chìm. Và... Khi hoàn thiện cây và bắt đầu chơi thì nâng cái bệ lên. Nó phải bằng nâng bệ lên khoảng độ 5 cm. Và... Ok rồi. Cháu xin báo giá cái này là 25 triệu nha. Vâng, giá 25 triệu. Và chúng ta đến với anh Duy An qua số điện thoại 0964 894 094. Rồi, tiếp tục cháu ơi. Vâng, một cây hoa trang hồng phấn. Hoa rất to. Rất là rực rỡ. Hoa nhiều nụ lắm. Để xem cái gốc. Gốc này thì nó... À, cây một thân. Wow. Đẹp đấy. Nó là cây tan thiên nhiên. Ừ. Cháu bẻ cũng mất hơn nằm rồi đấy. À, cháu xin báo giá là 1 triệu 8 nhé. Vâng, giá 1 triệu 800. Vâng, để cháu đề qua cái này. Chiều cao là 50 ạ. Ok rồi. Chiều rộng là 55 ạ. 1 triệu 800 nghìn. Nói chung là đang nụ hoa 4 mặt. Mang về để văn cha thì đẹp. Rồi. Di chuyển nhé. Tiếp theo là mai chiếu thủy bác ơi. Cây mai chiếu thủy. Rồi. Với cái tiểu cảnh hòn trống mái hạ long. Rồi. Tới ra thì nó là hàng để bàn. Ừ. Cháu xin báo giá là 2 triệu rưỡi nhé. Đó, cho để găng tay vào đây. Được rồi, cây này không phải đâu. Giá 2,5 triệu. Rồi. Rồi. Và tiếp theo một cây tường vi. Ấy là cái bệ gốc của nó cũng đẹp ấy nhỉ. Vâng, nó kiểu sumo bác ạ. Ờ. Sumo nó... Nhật Bản đấy. Vâng. Lực sĩ đấy. Nó to, tùy ra là cũng là hàng. Quay cháu lấy tay cháu quay đi. Thôi đừng đo vội, cứ quay đi. Quay sang bên kia xong rồi thì đo. Nó trông đẹp hai mặt bác ạ. Ừ. Đấy, bên này cũng đẹp cũng thế. Chơi tứ diện. Bên kia thì nó sumo hơn tí. U cục nhìn đây ấy. Mà quan trọng là tay cành nó cắt giật rất chuyển rất là nhiều. Hết sẹo rồi. À. Rồi. Đây này nó bé này khá đắt tiền đấy bác ạ. Chiều cao là 28 này. Chiều rộng là 32. Vành thân là 35 ạ. Rồi. Cháu xin báo giá 12 triệu nha. Vâng. Và nếu mà không lấy chậu này thì cho bớt 2 triệu nha. Riêng cái chậu này chậu hạt này. Hàng hạt.
Được. Ăn với ăn tàu cũ. Rồi, là 2 triệu. Vâng. Ok. Sao xin báo giá 12 triệu. Vâng, và đây là cây sung đây. Già lắm. Và à, có một trái chín đỏ đây rồi. Chắc cũng sắp tới cũng sẽ rụng rồi. Thì lâu nó phải rụng. Cây sung. Cái nơi là cháu xin báo giá là 1 triệu 2 nhá. Vâng, chiều cao khoảng 30 cm. Vâng, đấy. Giá 1 triệu 2. Vâng, thì để chơi với nhau. Ok rồi. Cây si hồng. Vâng, chúng ta đến với cây si à, hai thân. Được phối với một cái cổng làng. Cây si có giá 8 triệu ạ. Vừa xin được đôi sư tử con xin mặt. To quá, so với người thì to quá. Thì đây gọi là tượng trưng đâu mà. À. Cháu xin báo giá là 7 triệu rưỡi nhá. Rồi, 7 triệu rưỡi. Quay xa là tí lấy đi. Vâng. Cũng một người bê nhẹ nhàng thôi các bác ạ. Rồi. Tiếp theo là một cây xanh ạ. Vâng, chúng ta đến với một cây xanh dáng siêu này. Vâng. Cây xanh Nam Điền ạ. Xanh Nam Điền lá vênh này. Vâng. Tuổi đời cũng khá già bác ạ. Quá già rồi. Chiều cao là 45. Chiều ngang là 70 ạ. Vành thon là 26. Ừ. Cháu xin báo giá là 18 triệu. Bỏ tay. 18 triệu. Vâng. À cái này trên mâm xoay cũng hay được đúng không? Vâng. Thế cháu quay một chiều với. Rồi, bên này đây. Giá 18 triệu. Được rồi, đi nhé. Tiếp theo là một cây phôi bán hoàn thiện bác ạ. Vâng, chúng ta đến với một cái phôi xanh Nam Điền. À, cái bóng của cái phôi này nhìn cũng đã rất là đầy đủ rồi. Nó đủ hết tay canh rồi. Bây giờ mình sẽ phải làm thêm bộ rầm nữa. Ừ. Hai mùa mưa nữa là chuẩn. Vâng. Đúng 2 năm nữa là sẽ dày rầm và 2 lần cắt. 1 năm vậy là 4 lần cắt rất tuyệt vời luôn. À, bác xem cháu cắt thêm từng đoạn đấy. Nó về cháu cũng nửa lần thì cháu làm được thêm cái đoạn cuốn này. Ừ. Như thế 1 sen. Được đấy. Ừ. Phôi nhìn hay mà. Vâng. Chiều cao của cây là 42 ạ. Rồi. Chiều rộng của cây là 60 ạ. Vành thon ở đây cho đó là 66 ạ. Rồi. Rồi, coi là cắt rất từng đoạn nhé. Rồi là rất là nhằn nhiều già bác ạ. Cái đoạn, cái đoạn tay cành nó gài này. Đoạn nó gài cái tay cành. Nói chung là cây cũng tương đối tuổi đấy. Nó có những cái nét chùn rồi. À, đấy, một, muốn hai cái nửa đoạn này này. Những cái đoạn màu đen này. Đấy. Sau 4 tháng nữa thì lại có thêm một đoạn còn còn. 2 năm nữa. À, cắt khoảng 5 lần. 2 năm nữa thì cắt 4 đến 5 lần. Thì ở cái nhịp cây là nó sẽ dàn cái răm ra. Cháu xin báo giá là 28 triệu. À, 28 triệu. À. Anh đo cái vòng thân của cây này. Vòng là 66. 66 à? Cháu vừa đo rồi ạ. Ừ, 66. À. 66 mà chiều cao cây này là rất đẹp rồi. À, 40 ạ. Vừa đẹp. À. Tầm cây. Khi mà sòng bóng ấy, nó sẽ rộng là mỗi bên khoảng độ 5 phần nữa bác ạ.
nó sẽ rộng ra tầm thì mới cập được cái chậu này. Vâng. Mà tôi nghĩ là khi xong cây thì cái chậu này cũng vẫn là hơi to. Vâng. Nhưng bây giờ mình đang nuôi thì thôi cứ đặt vào cái đang chậu này. Thì mình phải cho nó được rồi. Nhiều một chút. Ok. Được đấy, cái phôi hay đấy. 28 triệu. 28 triệu. Rồi. Vâng, và bây giờ các bác cùng nhau giao lưu cái tác phẩm xanh dáng thác đổ. Đổ thì không phải là đổ đơn thuần đâu nhé. Nó có rất nhiều những cái nét kỳ dị khi đưa ra khỏi mặt chậu ấy. Cây thì nó hơi tốt tán vì dịp này các anh chưa cắt. Đây. Tôi quay sâu vào trong khi đưa lên khỏi mặt chậu nhé. Đấy, cái vị trí này. Đấy. Thì bắt đầu đổ xuống này. Khi đổ xuống được khoảng 30 cm thì bắt đầu đánh lắc. Lắc từ trái sang bên phải. Sau đó lại vươn lên. Cái điểm lắc đã tạo thành cái khuỷu. Ở bên này nữa. Hai cái khuỷu điền. Ở hai cái điểm lắc. Đấy. Đây là mặt đối diện. Okay, rồi. Rồi. Được rồi. Và theo tôi là mặt này mới là mặt phải. Nhìn nó đi vào cái chiều sâu của cái chiều lắc của cây. Vâng, cây này mà làm chằn răm dày dày xuống và phân tán rõ ràng đi thì nhìn hay phết đấy. Vâng. Được cái độ quái của nó ở cái thân lắc này. Chiều cao của cây là 30 bác ạ. Rồi. Chiều bay 80. Bay từ miệng chậu ra cái đỉnh xa nhất 80. Là 80. Chiều à. Cao lên đây là 30. 30. Rồi. Vành ở đây là khoảng 32 ạ, 36. Rồi. Cũng không nhớ rõ lắm để chậu đo lại xem là sao tắt. Vành ở đây là 36 ạ. Rồi. Giá bao nhiêu cháu? Giá là 19 triệu ạ. 19 triệu. Vâng. Vâng. Rồi, qua số điện thoại của anh Duy An, tôi cũng ghi ở cái dòng chữ tiêu đề giới thiệu video để các bác chúng ta tiện việc giao lưu. Cuốn video tôi xin tạm dừng tại đây để chúng ta chuyển sang những cuốn tiếp theo.